Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em có một cái con G8 Hàn của một bác ở trong nhóm nhờ em là bán hộ cho bác ấy. Thì thực ra ấy, cái con này là dựng hoàn toàn nhé, dựng từ A đến Z luôn. Tại vì cái con G8 này là bác ấy chỉ còn cái màn hình thôi, còn cái main ấy thì bị chết. Cho nên là bác ấy nhờ em là mua một cái main khác và thay cho bác ấy và bán cho bác ấy luôn. Thì con này coi như là dựng hoàn toàn nhé. Thì tí nữa ấy, em sẽ tháo hẳn cái máy này ra cho bác xem. Còn bây giờ em sẽ test cho các bác được là ngoại hình rồi các tính năng nó có ok không nhé. Thì trước tiên ấy, về cái ngoại hình ấy, thì con này nó còn khá là mới luôn. Đây, khá là mới luôn. Các bác có thể thấy đây, đây là cái cạnh dưới này. Đấy, em sẽ quay rất là chi tiết cho các bác. Cạnh dưới thì ngay cả cái cổng sạc cũng chưa sức nhiều ấy. Nói chung là gần như cũng chưa xước, nói chung cạnh dưới còn rất là đẹp. Còn đây là cạnh trái này, cạnh trái thì nói chung nó cũng vẫn còn rất là đẹp luôn, các phím bấm các thứ còn rất là nảy và chưa có dấu hiệu bị phai sơn hoặc là bay màu gì cả, còn nói chung là vẫn còn đẹp. Và đây là cạnh trên, thì cạnh trên này có một cái nốt đây, có một cái nốt nhỏ nhỏ đây thôi, nói chung các bác nhìn kỹ mới thấy thôi. Đấy, nhỏ nhỏ, bên này không có. Còn đây là cạnh phải đây, cạnh phải cũng chỉ có sức răm răm thôi, còn lại còn rất là đẹp. Thì nói chung là cái khung này còn rất là đẹp nhé. Còn đây là cái mặt mặt lưng, đây để em lau đi cho các bác xem luôn, tại vì bán hộ cho nên em phải quay rất là chi tiết cho các bác biết thử xem nó đang như thế nào. Thì đương nhiên mặt lưng nó vẫn có sức răm rồi, cái điều không tránh khỏi, nhưng các bác chỉ quan tâm là cái cụm camera này. Đấy, thì cái cụm camera này nó cũng còn khá là ổn luôn đấy. Đương nhiên là có sức răm nhỏ xíu xíu, nhưng mà đây, ngay cả việc mà nghiêng dây điện này các bác cũng không thấy được là nó xước quá quá tội cho lắm, nó vẫn ok. Nói chung là cái như này là ok nhé. Và ở dưới cái dòng logo LG này, nó có cái dòng chữ là not for sale ấy, có nghĩa là cái bên đây là cái lắp lưng của cái bản 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 trưng bày á. Đấy, các bác nhìn này, các bác nhìn rõ không? Nói chung là có để là not for sale này. Đấy, nó có siêu nhá. Tuy là cái nắp lưng này nó là cái bản trưng bày, nhưng mà cái màn hình nó rất là ổn luôn đấy các bác. Không biết là do thay thế hay là như nào, nhưng mà em thấy là cái màn hình này còn rất là ổn luôn. Để em cho các bác biết là xem là nó là như nào nhá. Thì trước tiên là cái ngoại hình của cái màn hình này, cái mặt trước này thì nó cũng chỉ là xước răm thôi, nó gần như không có cái vết xước nào nó sâu hoặc là nó ghê gớm cho lắm, ngoại trừ có một điểm chỗ này này, đây này, đây, chỗ góc này thôi là nó hơi xước răm nhiều hơn một chút thôi, chứ còn tổng thể lại thì nó vẫn đẹp nhé, nó chỉ răm chút xíu thôi. Đấy, tóm lại là cái ngoại hình của cái con G8 này rất là đẹp luôn, nó phải được khoảng tầm 98% ấy, 98 đến gần 99, nếu mà như một số shop ấy, quảng cáo ấy, thì có thể là con này là 99% được, nhưng mà em thì đánh giá nó khoảng tầm 97 98% thôi, nó có sức răng. Và nếu như mà đánh giá là ok thì là ok, hoàn toàn là ok nhé. Đấy, còn các tính năng này em sẽ test cho các bác biết được là các tính năng nó có ok không. Thì trước tiên là cái vân tay nhé, vân tay ok nhé. Đấy, các bác thấy này, em vừa mở bằng vân tay nhé, tắt đi này. Đấy, mở vân tay này, đấy ok nhé, vân tay ok. Đấy, và cái quan trọng nữa là cái việc mà nhận sim sóng của nó ấy. Thì đây các bác có thể thấy nè, cái wifi nhận bình thường nhá, đang có wifi này, em sẽ tắt wifi đi và xem là nó có nhận sóng nhá. Đây thì đây, nó có nhận LTE bình thường luôn nhá, LTE này. Đấy, gọi cho các bác luôn biết luôn. Thì đây là bản Hàn nhé, bản Hàn các bác có thể thấy là có cái sự ghi âm ở đây luôn. Đấy, ok đấy nhá, đây có cảm biến thân cận ok nhá. Đấy, đấy, ok luôn, ok nhé, loa ngoài ok luôn nhé. Đấy, ông là người kia nhé. Thì con G8 này nếu bác nào mà biết ấy, thì là các bác khi mà là nghe loa thoại thì các bác phải áp tai vào gần giữa cái màn hình này nhé, chứ các bác áp tai chỗ này là nghe nó rất là nhỏ nhé, tại vì cái con G8 này nó không có loa thoại ở đây đâu, nó loa thoại nó ở gần giữa màn hình này. Thì các bác nào dùng G8 là sẽ biết được cái điều đó. Nhiều khi bác nào không biết G8 cứ áp tai vào chỗ này bảo là nghe nhỏ, bảo là lỗi thì không phải nhé. Cái con riêng con G8 thôi là cái loa thoại nó ở giữa này, các bác phải áp tai gần giữa này thì nghe mới to. Đấy, thì việc là sóng sánh wifi
là ok nhé, con này ok luôn. Và quan trọng nhất là test cái màn hình cho các bác xem là như thế nào nhé. Đây, thì vừa nãy em cũng nói, có nói rồi đấy, là cái nắp lưng của cái con này nó là not for sale, có nghĩa là cái bản trưng bày ấy, demo ấy, nhưng mà cái màn hình nó rất là ổn luôn, em test cho các bác luôn. 6 thăng 5 4 6 3 6 8 thăng 6 8 2 0 thăng. Đấy thì sẽ test cho các bác được cái màn hình. Cái pin ấy thì tí nữa em sẽ nói, tí em thả máy em sẽ nói sau. Còn test cái màn hình này. Đấy. Đấy, đây là cái màn hình màu trắng này. Thì cái này em chỉ là để như này cho các bác thấy thôi. Tại vì cái này test màn hình ấy, các bác phải nhìn trực tiếp thì các bác mới mới phát hiện ra thôi. Như em đây, em nhìn trực tiếp từ hôm qua nay rồi thì em thấy hoàn toàn là con này nó chưa bị ám hoặc là chưa bị lưu ảnh gì cả. Nói chung là màn hình con này rất là đẹp, không vấn đề gì cả. Nó hoàn toàn không phải là như vậy, như các bác nghĩ là cái hàng trưng bày là thường thường là màn hình nó sẽ bị lưu ảnh hoặc là ám ố gì đấy, nhưng mà tùy con thôi. Như con này là không không sao nhé, con này hoàn toàn chưa bị ám ố gì cả. Test lại cho các bác biết được. Đây, màu trắng này ok luôn nhé. Thì cái này em soi kỹ rồi cho các bác yên tâm về cái việc ám ố của con này thì hoàn toàn không có nhé. Đấy, em sẽ test cho các bác nữa là cái cảm ứng xem thế nào nhé, trong này còn có gì không nhỉ. Rồi, trong này thì cần test cái màn hình thôi. Em sẽ test cho các bác cái cảm ứng xem nó có bị chết không. Rồi, đây. Rồi, chào tí các bác. Các bác nhìn thấy cái đèn nhấp nháy này, các bác nhiều bác nghĩ cứ tưởng là cái đèn thông báo nhưng không phải nhé. Đây chỉ là cái cảm biến tiệm cận thôi. Đây thì đây là cái cảm ứng này. Đấy. Cảm ứng này, ok nhé. Không vấn đề gì đâu, em cái này cũng yên tâm rồi, chỉ test demo cho các bác thôi. Ok. Đấy, còn cái áp suất này ấy, thì hiện tại là nó không có nhé, chắc chắn nó không có, bởi vì cái lắp lưng này này là em đang chưa dính vào, chỗ này chưa gắn lắp lưng nhé, chưa gắn keo lắp lưng, cho nên tí nữa em sẽ phải tí em sẽ mở máy ra cho các bác biết, cho nên cái áp suất này sẽ là không có nhé. Tí nữa em sẽ tháo hẳn máy cho các bác xem để em thoát cái này đã. Rồi, các bác chờ tí, vào cái phần test áp suất này nó hơi lâu, tại vì nó cứ vẫn bắt phải tính toán các số liệu rồi tuồn hết nó mới cho ra. Đấy, rồi thì sẽ test cái phần rung này, lo ngoài này, ok nhé. Đấy, rung này, đấy rung 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 gây gớm luôn, ok. Còn mấy phần gì nữa nhỉ? Camera thì có thể ra ngoài luôn, đây, test camera ra ngoài cho các bác xem luôn. Đây. Camera bình thường nhé, góc bình thường này, góc gần này, góc siêu rộng này, đấy, camera trước này, đấy, ok này, ok hết nhé. Nói chung là cái máy này hoàn toàn là ok hết luôn này. Đấy, ok hết luôn, kể cả cắm đây, các bác có thể thấy này. Em kể cắm một cái tai nghe cho các bác xem là nó vẫn hoàn toàn ok luôn nhé. Thì cái tai nghe này em cũng có nói với các bác rất nhiều lần rồi, là nếu bác nào mà dùng LG mà có cái chip DC-R ấy, thì các bác nên nên mua một cái tai nghe có trở kháng trên 50 ohm nhé. Thì em vẫn đang bán nhé, các bác nào có nhu cầu thì mua nhé. Tại vì em làm tai nghe chủ yếu cho LG thôi, nhiều bác nào không biết thì có thể là liên lạc với em. Đấy, ok nhé, hoàn toàn điều khiển được hết nhé. Đây. Đấy, tăng giảm âm lượng ok hết nhé. Đây, nó nhìn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ok các bác. Đấy, tai nghe ok. Thì cái con này nhé, riêng cái con G8 này em bảo đảm cho các bác là các tính năng, mọi tính năng đều hoạt động bình thường hết. Đấy, và quan trọng hơn nữa là em sẽ tháo hẳn cái con máy ra cho các bác biết được là xem ở trong cái linh kiện của nó xem mà nó ok như thế nào nhé, nó dựng như thế nào nhé. Thì tại vì con máy này ấy, là con máy mà chính tay em dựng nhé, không có ai dựng cả, chính tay em dựng luôn. Đấy, ngoài trời thì đang mưa một chút nên là có thể là các bác có thể nghe được tiếng mưa. Đấy, em vừa tắt máy rồi đấy. Thì đây, mở hẳn máy ra cho các bác xem. Em vẫn chưa gắn lắp lưng mà. Đấy, em quay xong rồi, tháo máy xong rồi bắt đầu mới gắn lại lắp lưng cho nó ok. Thì cái việc mà áp suất em không không quan tâm nhé, tại vì em không có cái gioăng xịn đấy, không có cái gioăng xịn để mà dán lại cho áp suất cho nó
đẹp như các bác muốn. Thì đây là cắt lưng này, trong phần trong lắp lưng này, đấy, lắp lưng cũng xịn luôn nhé, đấy, nó chỉ không có cái gioăng xịn thôi, lắp lưng xịn luôn. Đấy, còn đây là cái phần trong của máy đây, thì em sẽ tháo tất cả ốc ra cho các bác xem, các bác cố gắng chờ một chút nhé. Cái phần này em cũng không tua đâu, em muốn là làm một cái clip nó thực tế nhất, nó chân thực nhất cho các bác biết được là cái con máy ấy mà các bác có ý định mua nó sẽ như thế nào nhé. Thì từ nãy giờ em cũng chưa nói giá, tại vì con máy này cũng là của một bác nhờ em bán hộ thôi. Thì bác ấy bảo là tùy em đánh giá xem là cái việc mà so sánh, cứ là mình test được cái màn hình rồi các khung viền nó ok không, thì các bác tùy, nghĩa là tùy em định giá ấy. Thì như như em thấy ấy, là tại vì cái main này này, cái main này là em mua cũng một của một bác khác ở trong hội, thì cái main này hoàn toàn là zin 100% luôn nhé. Thực sự là cái main này em lâu lắm rồi em mới 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 kiếm được cái main mà nó zin như thế này, có nghĩa là nó chưa bị mở ốc phát nào luôn đấy. Thì cái clip mà em mua cái main này thì em cũng có làm, nhưng mà em không không cũng không cần phải up lên, tại vì nó không được liên quan mấy ấy. Thì em khẳng định cho các bác biết được là cái main này nó là main zin hoàn toàn luôn nhé, zin zin chưa ông nào tháo ra luôn đấy, chính tay em là người tháo ra đầu tiên luôn đấy. Cho nên là các bác hoàn toàn là yên tâm về cái main này nhé. Đấy, tháo cái này ra rồi để em tháo cái sim này đã các bạn, không thì nó vướng cái sim. Đây, sim em vừa lắp sim Viettel nhé. Ok, đấy, em tháo hết các bác, tháo hết bung cái máy này ra cho các bác xem. Đấy, thì cái main này ấy, cái main này nhá, cái main này ấy là khi mà em tháo cái main này ra để của một bác, em mua một bác khác ấy, cái main này em tháo ra ấy, thì là hoàn toàn cái main này nó chưa một có một cái dấu hiệu gì về việc mà nó bị tháo mở ấy, có nghĩa main này nó còn chưa có dấu vân tay gì cả luôn ấy. Nhưng mà do em tháo ra, em hay động vào thì nó có dấu vân tay của em thôi nhá, chứ còn cái main này nó hoàn toàn zin, và em khẳng định cho bác là zin hẳn hoàn toàn luôn. Đây, các bác có thể thấy này, những cái lồng để bảo vệ cái những cái CPU, những cái chip IC ấy, nó hoàn toàn còn nguyên vẹn nhé. Đây, ngay cả cái đằng sau này, đằng sau cái miếng tản nhiệt rồi cái keo tản nhiệt nó vẫn còn y chang luôn, không vấn đề gì luôn, hoàn toàn là cái bên này zin 100% luôn. Cái này em có thể khẳng định với bác hoàn toàn 100% là vì chính tay em mở cái main này ra và em thay sang cái máy này. Đấy, ok, main ok nhé, main quá zin luôn, rất lâu rồi em mới mở được cái main mà nó zin như thế. Còn cái màn hình này cũng thế thôi, màn hình này thì lúc nãy em cũng có test cho các bác rồi đấy, thì là ví dụ em tắt màn hình như này, nghiêng các thứ các kiểu cũng không thấy cái điểm gợn nào, việc mà nó có dấu hiệu về việc mà ép kính hay như thế nào đâu. Em thấy là cái main này là main zin, à quên, cái màn này là màn zin luôn đấy. Và các bác có thể thấy là cái miếng đồng tản nhiệt này này nó vẫn còn rất là zin luôn đấy, còn zin luôn. Tuy nhiên là chỉ có cái cục pin này này, cục pin này là cục pin là pin thay thế nhé, pin vẫn là pin pin linh kiện ngon, nhưng mà là không phải là pin zin nhé, pin zin nó phải như thế này này. Đây, pin zin nó như này này, đấy, pin zin nó ở bên tay phải em này này, pin zin nó như thế. Còn pin này là pin đã được thay thế rồi nhé. Đấy, nhưng mà em dùng trong quá trình dùng 2 ngày vừa rồi ấy, là em thấy cái cục pin này ấy, cục pin mà đã thay thế sang con G8 này nó vẫn rất là ổn nhé. Em nghĩ là cái bác chủ của máy này này, do là cái pin zin nó yếu rồi thì bác mới thay cái pin này thôi. Thì em thấy là cái cục pin này vẫn còn khá là ổn. Tuy nhiên ấy, nếu bác nào mà muốn có một cục pin zin như thế này, đây, có pin zin như tay phải em đây này, thì em vẫn bán cái cục này nhé. Bán này thì em, cục pin này thì chính tay em bóc luôn nhé, và em chỉ bán cục pin này có 100 nghìn thôi. Nếu như bác nào mà muốn mua thêm thì em bán luôn cái này. Thì cái máy này là bác ấy đề nghị em là bảo là bán là với giá 2,5 triệu nhé, 2,5 triệu cho một cái máy là đã được thay pin ngon. Pin này cũng gọi là pin ngon đấy các bạn, nó tại vì em cũng test thời lượng sử dụng pin đấy rất là ok. Màn hình ok nhé, màn hình đẹp và không âm ố. Khung viền thì chắc chắn đây là khung viền zin rồi, không các bác không phải lo đấy. Và cái main
cái main này nữa, main cũng là main zin luôn. Nói chung là tất cả các đồ trong này trừ cục pin ra thì em thấy nó đều là zin hết tất cả đấy. Còn nếu như bác nào mà không yên tâm về cục pin ấy, thì có thể mua thêm cái cục pin em đang bán đây, có 100.000 thôi, bác mua thêm thì tổng cái tất cả các máy này là 2,6 triệu nhé. Đấy, cho nên là đây là những cái mà bác ấy muốn là em mở máy ra để mà cho các bác biết được hết tất cả các linh kiện trong này nó như thế nào nhé, để mà các bác ấy mua. Tại vì em thấy là dạo này ấy, cái G8 Hàn nó cũng ít rồi, em thấy anh em toàn bán G8 Mỹ thôi, mà bán từ G8 Mỹ bây giờ cũng tầm 2 triệu 8 đến 3 triệu thì tội gì, em nghĩ là tội gì các bác không mua một cái máy Hàn song sánh nó ổn hơn, và các bác hoàn toàn biết được là linh kiện ở trong nó đang như thế nào, nó hoàn toàn là zin, nó hoàn toàn là ok hết, trừ cục pin nào thôi nhá, hoàn toàn là zin hết nhé. Đấy, cho nên là bác nào muốn mua cái con này thì liên hệ với em nhé, tại vì em nghĩ là nó sẽ bay nhanh thôi, tại vì cái giá 2,5 triệu cho cái con G8 này là em thấy rất là ổn rồi. Em là một người mà dùng LG lâu năm rồi, em thấy là nó ổn rồi, các bác không cần phải đắn đo đâu. Và chính tay em đã test nó 2 ngày hôm nay, và em đã tháo hẳn máy ra cho các bác xem rồi đấy, là hoàn toàn những cái đồ trong này các thứ và các tính năng nó đều ok hết nhé. Đấy, cho nên các bác nào mà đang có ý định mua con G8 Hàn này thì liên lạc sớm em nhé. Em nghĩ con này nó rất phù hợp với chị em phụ nữ dùng nhé, ngay cả vợ em cũng đang dùng một con G8 y chang như này, màu đỏ y chang như này luôn. Đấy, cho nên là em thấy nó rất là phù hợp. Đấy, còn các bạn nào mà không yên tâm về pin nữa thì mua thêm một cục pin nữa, nếu mà thấy không thì cục pin này không ok thì các bác mua thêm cục pin này nữa thay vào pin zin luôn nhé. Đây là pin zin này đấy, cho nên các bác nào mà thích thì mua thêm thôi. Rồi, ok, liên lạc với em sớm nhé, có gì hết đấy.